Trong bức thư gửi ngành giáo dục và đào tạo, Bác Hồ viết, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt và học tốt. Thực hiện lời dạy của Người, ngành giáo dục đào tạo Hải Phòng đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, kết hợp các phong trào thi đua yêu nước và việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo những năm gần đây của thành phố tiến những bước vững chắc trên tất cả các lĩnh vực. Xác định thực hiện phong trào thi đua hai tốt là nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu của mỗi giáo viên, học sinh và mỗi nhà trường. Phong trào đã được cụ thể hóa bằng các hoạt động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Gắn nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với mục tiêu phấn đấu của thầy và trò, của tập thể sư phạm. Nhờ đó, ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng những năm qua đã xuất hiện những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, thực hiện tốt hoạt động chuyên môn, mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy và học, hoàn thành phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng dạy học. Thầy trò thì cũng sẽ quyết tâm, toàn bộ các ban ngành của nhà trường sẽ vào cuộc và sẽ đổi mới phương pháp, hội thảo và quyết tâm để nâng cao chất lượng. Muốn làm sao để cái phong trào học tập của xã Kỳ Sơn thì nó phát triển và mọi người dân, mọi phụ huynh đều nhận thức được cái việc tầm quan trọng của vấn đề học tập. Em sẽ phải cố gắng, mình không thể sống mãi trong cái sự vinh quang được và phải cố gắng phát triển thêm nữa, có thể là đề tài để có thể đóng góp một phần công sức cho vấn đề mà đề tài của chúng em đã đề cập. Trong công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, Hải Phòng luôn là điểm sáng của cả nước với số lượng và chất lượng dạy học sinh giỏi quốc gia đứng thứ 2 toàn quốc. Năm học vừa qua, Hải Phòng tiếp tục gặt hái thành công trong lĩnh vực này với một giải ba tại cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế. Đây cũng là giải duy nhất của Việt Nam trong đấu trường trí tuệ thế giới năm 2018. Cùng với đó, ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng cũng chú trọng rèn luyện đội ngũ, thu hút nhân tài trong lĩnh vực dạy và học, đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội phát triển thành phố và đất nước trong thời kỳ cách mạng 4.0. Chúng tôi đánh giá rất cao về sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo thành ủy, hội đồng dân, ủy ban dân thành phố với sự nghiệp giáo dục đào tạo của Hải Phòng, trong đặc biệt là quan tâm tới cái việc bồi dưỡng học sinh và giáo viên giỏi. Trong đó thì đặc biệt là học sinh giỏi. Thì có thể nói là trong những năm qua thì thành tích của Hải Phòng liên tục có sinh đạt giải quốc tế và nhiều năm liền là đã đổi màu huy chương, từ huy chương đồng thành bạc và từ bạc thành vàng, và năm nay thì cũng tiếp tục cái phong trào này. Có thể nói, phong trào thi đua dạy tốt học tốt vừa là động lực, vừa là mục tiêu của quốc sách giáo dục nói chung và giáo dục đào tạo Hải Phòng nói riêng. Đây cũng là kết quả của ngành giáo dục đào tạo trong phong trào hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với mỗi người thầy và học sinh đất cảng, lời dạy của Người sẽ là kim chỉ nam cho mọi hành động, mà hơn hết là việc đổi mới căn bản toàn diện trong nhiệm vụ chồng người.